Xin chào các bạn, hôm nay mình ra thăm vườn rau nha. Đây, dưa leo của mình mới trồng được mười mấy ngày á. Wow, lá nào lá nấy nó to. Đây, lá nó to bằng bàn tay luôn. Rất là tốt. Đây nó mọc chèo rồi nè, chuẩn bị là có trái rồi đó. Đi sâu quá. Có sâu rồi. Chiều nay phải xịt tỏi cho nó mới được. Còn bên đây của mình mới vừa ươm được 2 ngày. Xấu á, cái mình mới vừa ươm này xấu á. Cái này giống như trái lá vậy. Bị dư phân. Đây, củ cải đỏ. Đây, có củ rồi đây nè. Wow, cưng ghê chưa. Nó đã có củ hết rồi. Cỏ. Đó. Củ rất là đẹp. Cái này mình trồng khoảng 10 gốc. 10 hạt rồi, có 10 chậu thôi. Có củ hết rồi đây. Đó, sắp thu hoạch được rồi đó. Đẹp quá. Cái này người ta sẽ thu lá, người ta ngắt lá, người ta nấu canh ăn cũng được đó. Ngắt hết những cái lá lớn này, chưa lại những cái lá nhỏ này. Như bên đây cũng vậy, mà mình chưa có ngắt. Quá xum xuê. Còn đây là dưa lưới. Dưa lưới đây, những cái chèo này là mình sẽ để trái nè. Lưới của mình nó đã lên cao rồi, bắt đầu để chèo để trái được rồi. Còn cái cây này nó bị xoắn lá, không biết nó dư phân hay là nó bị virus nữa, nó bị xoắn lá rồi, cho nên mình cắt luôn cái đọt của nó để thử coi là có để trái được hay không. Cái này để là lấy kinh nghiệm thôi. Đây, cái chèo này nữa, cái chèo này là cái chèo cũng để trái rồi đây. Xum xuê. Tốt quá trời tốt luôn. Lá nào lá nấy rất là bự. Thời tiết hôm qua nay mưa quá. Đây cũng chèo này mình cũng để nè, để thu hoạch nè, để trái luôn. Ở dưới này toàn bộ đây, những cái chèo ở đây nó có những cái chèo mình đã cắt hết này. Đây. Mình đổ nữa. Còn đây, cái hôm trước chỗ này là mình trồng dưa lưới, nhưng mà cây dưa lưới chỗ này nó bị chết, cho nên là mình đã thay vô cái cây dưa leo. Wow, trời. Dưa leo rất là tốt luôn. Lá này lá nấy rất là to. Đây là dưa leo kiếm đó. Dưa leo kiếm của Nhật. Còn bên đây thì được một cây dưa lưới nữa. Dạ, thăm vườn rau. Đây, chèo.
Đây, chèo này mình cũng để mà thu trái đây, lên rất là cao. Còn bên đây đó thì toàn bộ là dưa leo hết, dưa leo chùm, dưa leo kiếm, mình trồng lộn xộn hết, cho nên là cũng không biết là cái nào chùm, cái nào kiếm. Rồi qua đây, bên đây là dưa lê đó, đó một cây dưa leo nữa nè. Qua trời, cái dưa leo của mình nó tốt ghê đó. Trái quá trời trái luôn. Dưa leo mình cây nào cũng tốt hết, rất tốt. Đây là dưa lê. Dưa lê của mình ương nhiều lắm á, nhưng mà nó không lên. Chỉ được có mấy cây này thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây. Mà cái cây đằng này nó không có nắng. Đây, cái cây này nó ở trong bóng râm cho nên là nó không phát triển được. Còn những cái con cây này thì cũng có nắng mà nó yếu. Còn cây này là cây hoa. Cuối cùng là chỉ được có 4 cây nó tốt ha. Còn một hàng dưa lưới nữa đó nha. Đây bên đây cũng một hàng dưa lưới. Ui, cái cây này sao sập rồi. Tí nó phải cột lên mới được. Người ta gãy rồi. Ồ, nó bị sập thôi. Một lát nữa là phải nâng nó lên. Đây, mình đã cột nó lên lại rồi nè. Mưa ướt hết lá rồi. Trời ơi, nè, nó ra chèo, nó chuẩn bị ra trái đây nè. Những cái chèo này là mình bắt đầu mình để trái nha. Đó, một cây nè. Cây này tốt ghê mà nó chưa có chèo, nó chưa ra chèo để mà để trái được nè. Cây bên đây, đây là cái này là giống dưa lưới Hami nha mấy bạn. Dưa này Hami Tân Cương đó. Đây cái chèo này mình cũng sẽ để nè. Đó, cái chèo này là sẽ để lấy trái. Đây, đây một chèo này có trái nữa rồi đây. Các bạn có thấy rõ không hả? Đây. Đó. Còn cái cây này nó không phát triển nổi á. Không biết nó bị sao nữa, nhưng mà nó bị còi cọc hơn người ta. Người ta lên cao tút lên vàng hết rồi, nó còn bằng con nữa người ta. Nhưng mà nó cũng đã ra chèo rồi nè. Cái này mình đã ngắt chèo chân hết rồi đó. Bây giờ này nó mới ra chèo ở trên nè. Là những cái chèo này mình để trái. Còn cái cây này nó lùn quá, cho nên chắc mình cũng để trái sớm. Để đếm là đủ lá chưa. 1 2 3 4 5 6 7 để sớm hơn một chèo. Đó, những cái cây của người ta rất là tốt luôn. Nó lên cao cỡ này luôn mà còn nó còn thấp lùng ở dưới như vậy nè. Đây, một trái nữa đây. Đó, các bạn thấy không hả? Một cây như vậy mình sẽ để nó dài trái. Qua bên đây mình coi cây. Bên đây nó có trái chưa nha. Sáng giờ coi nhưng mà không có để ý là cái nó có trái nữa. Đây một trái nữa. Và hoa đây. Còn cái cây này cắt đọt này chắc không lên thân lên hình gì rồi quá. Nó bị xoắn đọt nè. Ủa cũng có trái nè. Phải trái không biết nữa. Cái này để chờ nó lớn lớn lên tí khoảng 2 ngày nữa là nhìn mới biết. Nó giống trái nhưng mà không biết có phải trái hay không.
có trái mình cũng để thử luôn coi coi nó có được không. Tại vì cái cây đó nó bị bệnh rồi mình cắt đọt nó đi, mình cắt đọt nó đi xong rồi mình vẫn để thử coi coi nó có lên trái được hay không. Cái cây này tốt quá, chắc để hai trái quá. Đây một trái, và ở bên đây một trái nữa, đây bên đây một trái nữa. Cây này cũng tốt hết sức luôn, mà chèo cái chèo nhỏ quá. Cái này ngày mai nếu mà trời không mưa chắc phải tưới dịch chuối cho nó, còn nếu không thì tưới canxi bo. Đây trái này lớn rồi, wow trái này rất là lớn. Đây các bạn thấy rõ không hả? Đó trái này rất là lớn, cây lên cao, cây rất là mập, rất là ú. Dưa leo bỏ dồi hết rồi nè. Còn cái cây này, cái cây này là cái dưa lưới nè, dưa lưới không tên tuổi nè. Mình ương nó 10 hạt mà nó lên, nó còn sống được có một cây một thôi, nó không tên không tuổi gì hết. Người ta chỉ nói nó là dưa lưới ruột vàng. Mình chỉ biết nó là ruột vàng vậy thôi chứ mình cũng không biết nó là cái giống gì luôn. Nó cũng ra chèo, mình cũng ngắt chèo đó, bây giờ là nó đang ra nè, bắt đầu nó cũng có một cái trái nhỏ nhỏ rồi nè. Đó, nó có một cái trái nhỏ nhỏ rồi, mình không biết là trái của nó sau này nó sẽ ra sao. Hy vọng là nó sẽ ngon. Dưa leo của mình thì quá trời đẹp. Bên đây tốt nè, bên đây nó không bị sâu, bên đây là nó sẽ bị sâu. Quá trời tốt luôn. Mưa xuống cái nó sập. Rồi, dưa lê bên đây lại sập hết một dây nữa rồi. Máng tạm nó lên đó đi. Dưa lê thì lại không thấy ra chèo luôn. Nó có chèo ở dưới sát chân, nhưng mà mình không biết trồng dưa lê như thế nào. Rồi mình cũng ngắt chèo chân y như dưa lưới, giờ mình không thấy chèo nữa. Đây được một cái. Cũng trồng nó giống như dưa lưới luôn. Rồi mình đi thăm cà chua nha. À, đi qua đây, mình ương xà lách. Ngay cái chỗ mình ương đây. Đây, cái này mình mới ương nè, mình mới có rải hạt hôm qua. Cái này là xà lách sang su gì đó, xà lách của Hàn Quốc, xà lách tím. Chờ cho nó lên cây lên tốt lên là mình sẽ chuyển nó ra những cái chậu này. Đó, những cái chậu này mình sẽ trồng nó. Còn đây là cải hoa hồng. Cải này mình cũng ương nhiều hạt lắm mà sao lên được có mấy cây à. Rồi mình đi ra mình thăm cà chua nha. Đây cà chua của mình. Cà chua này mình mới trồng xuống được mấy ngày à. Mình trồng ở đây toàn bộ là cà chua bi. Còn mấy cái cây này ở đây để mình rào vô đây cho gà nó đừng có bư của mình. Đó, mình ở đây gà nhiều lắm đây kìa. Đó. Đó, không rào lại là nó bư hết của mình. Cho nên là mình phải rào nó lại. Nó đang bị sâu dễ bùa rồi nè. Hồi sáng nay là có xịt thuốc cho nó mà bị mắc mưa rồi. Đây nữa, đằng đó nữa.
Nói chung là những cái chỗ nụm nụm củi này đó là mình trồng cà chua hết. Cái này nó bị ngập quá rồi, chắc cây cà chua này chắc không sống nổi quá. Trùng đất xốp lắm luôn, trùng nó nổi lên kìa nhưng mà nó bị ngập nước. Cái cây ở dưới này tốt hơn nè. Cây dưới này thì không bị sâu. Đó, quá trời chưa. Vẫn bị sâu. Ăn hai lỗ rồi. Ương cùng với nhau. Ơi chết rồi. Cái này chắc bị ốc sên nó cạp rồi. Hay là nó bị nứt thân không biết. Cái này ốc sên nó cạp rồi. Ôi ôi không hay luôn. Lăn nó đứng lên. Rồi rồi, nó già rồi, bị ốc sên cạp rồi. Nó còn non, nó lệch, nó chết luôn, nó bị cắn đứt luôn á. Còn cái này là nó cạp vô thôi. Mà chắc cũng chết quá, chắc không sống nổi quá. Lá thấy bắt đầu nó bị ấy rồi nè. Đây một cây nữa. Không biết phải ốc sên cạp không hay là hôm qua người ta hái xoài người ta làm đụng, không biết. Chưa thêm đất vô nữa lên nổi rễ lên rồi. Đó. Được tổng cộng là cây 6 6 với 7 13 13 với 6 là 19. Được 19 cây cà chua nha. Cây này quá tốt luôn. Mấy cây này ương cùng nhau á, nhưng mà sao mà có cây lớn cây nhỏ. Cây này nó bị ngã nè. Chêm nó lên cho nó đứng lên. Bị lòi rễ hết nè, cái này phải thêm đất mới được. Ôi đậu bắp của mình. Trời bây giờ đang mưa bão. Một cơn mưa, một cơn gió, một đậu bắp nó sập hết rồi. Rất là tốt luôn, lá nào lá nấy chà bá lửa. Một lát nữa phải lấy cây cắm nó, cột nó vô chịu nó lại mới được. Chết hết rồi, mười mấy cây. Nó ngã hết trơn luôn, mưa từ sáng tới giờ luôn. Dạo này đang bão bùng đang gì á. Giờ ở đây là một ít cây ăn trái của mình. Cũng mới trồng không à. Đây vài bữa nữa là mình sẽ hái cái atiso đỏ nè, atiso đỏ của mình. Cây giấm á. Có người nó kêu cây giấm, có người nó kêu atiso đỏ. Trái bữa nay nhiều lắm rồi. Bữa nào hái làm mứt ăn nè. Các bạn xem video rồi góp ý, bình luận vô góp ý với mình vậy đó nha. Có những cái gì không đạt hay là không, mình làm chưa tốt đó, các bạn góp ý với mình để mình khắc phục. Mỗi một bình luận của các bạn như vậy sẽ là động lực cho mình để mà cho mình cố gắng làm tốt hơn để kênh mình phát triển tốt hơn. Cảm ơn các bạn nhiều. Xin chào.